Hello, em An xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh An Bất Động Sản Vân Đà Lạt nha. Thì mấy ngày vừa rồi em An khá là bận việc giấy tờ quý cô chú anh chị nên là không đi quay đất cho mọi người xem được. Và hiện tại ở cái vùng Lâm Hà mình thì những cái lô tầm khoảng 1 tỷ 3 đến 1 tỷ rưỡi thì nó cũng dần dần nó hiếm rồi anh chị. Diện tích nó lớn lớn thì nó hiếm rồi. Hôm nay thì em An lại có một lô đất chủ nhà gửi em An bán. Thì nó rơi vào 2.550 m² nha quý cô chú anh chị nha. Mặt tiền được 21 m² ngang, sâu tầm khoảng 100 m². Chủ nhà đất nằm tại thì Đông Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng nha quý cô chú anh chị nha. Và bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa thì em An sẽ tiến hành quay toàn bộ cái khu vực này để cho tất cả mọi người cùng xem nha. Và vẫn như mọi khi thì em An xin phép giới thiệu cái mặt tiền nha quý cô chú anh chị nha. Đó, mặt tiền từ góc bên này. Xe tải chạy qua này quý cô chú anh chị. Ở đây là khu vực khá là đông dân cư nha quý cô chú anh chị nha. Từ đây mà ra đến chợ Thăng Long thì nó rơi vào tầm khoảng 1.2 cây số nha. Và đất nằm tại đây này. Từ vị trí này, đường thì người ta rào rồi nên em An lên vườn rồi nên em An không có tiện ra ngoài đường cho mọi người cùng xem. Một lát nữa thì em An sẽ quay flycam để mọi người có thể quan sát từ cái khu vực này nha. Vị trí bên tay phải của em An đây, kéo sang bên này nha, 21 m. Đất thì người ta đã rào hết rồi nên không lo tranh chấp với nhà ai nha mọi người nha. Xung quanh đất nằm ở trên thế dương nha, rất là đẹp. Đó, ranh mốc thì đến đây rồi. Đây, bên tay trái của em đây. Đó, mặt tiền thì trước mặt tiền có trồng một vài cái cây. Bên trên đất thì họ trồng ranh này anh chị này, tùng với lại khá là nhiều cây ăn trái. Đất nằm thế dương nha quý cô chú anh chị nha. Trên đất thì đất đỏ ba gian, hiện tại thì đang trồng một số cây ăn trái. Và bây giờ là 11 giờ trưa rồi nha quý cô chú anh chị, nhưng mà thời tiết thì nó vẫn đang rất là dễ chịu, nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 26-27 độ C nha mọi người. Trên đất thì khá là nhiều cây ăn trái đó. Lô đất này khá là sâu nha quý cô chú anh chị nha, gần 100 m lận. Đó, hai xào nên là em An chắc không đi hết đâu. Bên trên thì nó cũng như thế này thôi. View ở khu vực này thì khá là đẹp. Từ đây mà chúng ta di chuyển ra đến trung tâm của xã Đông Thanh, nó chỉ rơi vào đâu đó tầm khoảng 800 m thôi nha anh chị nha. Bên góc bên kia kìa, đó là trung tâm của cái xã Đông Thanh. Từ vị trí này mà chúng ta di chuyển lên đến trung tâm của thành phố Đà Lạt thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 30 cây nha mọi người nha. Ra sân bay quốc tế Liên Khương thì cũng rơi vào đâu đó tầm khoảng 21-22 cây. Rất là gần rồi. Nhiệt độ thì nó tương đồng với thành phố Đà Lạt. Bên dưới kia có mấy cái mít rất là to này quý anh chị. Diện tích là 21 m nhân cho tầm khoảng 100 m nha quý cô chú anh chị nha. Tại vì cái sổ này là sổ đỏ nên là nó chưa có số liệu. Nhưng mà em đo bằng cái bản đồ tay của em thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 2.550 m². Đó. Khu vực này thì rất là trung tâm. Anh chị mà đầu tư thì chắc cũng biết là cái khu vực Đông Thanh thì giá đất trước đây rất là sốt. Và thời điểm hiện tại cũng vậy anh chị. Đất Đông Thanh nó chỉ thua đất thị trấn Nam Ban thôi. Về giá thì nó thua thị trấn Nam Ban thôi. Còn vị trí thì nó rất là gần Đà Lạt. Theo hướng tay em An chị á, từ đây mà chúng ta đi lên qua cái núi đó là chúng ta sẽ đến với Hồ Tuyền Lâm của thành phố Đà Lạt nha. Lô này khá là đẹp. Lô này nếu mà anh chị mà có nhu cầu mà chúng ta mua về tách làm đôi anh chị, tách làm một lô 10 m, một lô 11 m thì chúng ta có 10 × 100 là một xào đất. Mà đất Đông Thanh giá chỉ có 1.4 tỷ thôi quý cô chú anh chị. Nhưng mà hiện tại người ta đang bán cả lô 21 m này, sẵn 200 m thổ cư nha quý cô chú anh chị nha. Khu vực này từ tim đường kéo vào tầm khoảng 50 m thì em ăn check là lên được thổ cư nha quý cô chú anh chị. Là tức là nó sẽ lên được 50% diện tích đất nha quý cô chú anh chị nha. 50% diện tích lên được thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm. Đó, thì đất hiện tại người ta đang trồng rất là nhiều cây ăn trái. Xe cộ đi qua khá là tấp nập này anh chị. Và bây giờ để cho mọi người có cái tầm nhìn bao quát nhất về cái khu vực này thì em An sẽ quay một đoạn flycam nha. Hôm nay thời tiết khá là đẹp, em An sẽ cố gắng quay làm sao cho cái hình ảnh nó được sắc nét nhất cho mọi người cùng xem nha. Và tất cả mọi người hãy cố gắng chờ đợi em An một xíu. Sau khi kết thúc đoạn flycam thì em An sẽ báo giá cho tất cả quý cô chú anh chị cùng hay nha.
À, và vừa xong thì chắc tất cả mọi người cũng hình dung được cái vị trí của lô đất rồi đúng không ạ? Em An quay flycam khá là chi tiết rồi. À, hình ảnh từ trên cao rất là chi tiết rồi. Và ở cái vị trí này thì chủ nhà đang nhờ em An giao bán tổng cái diện tích lô đất này là 2.550 m², 21 m mặt tiền, sâu cho 100 m, sẵn 200 m² thổ cư, quy hoạch thổ cư 50%. Chủ nhà đang nhờ em An bán giá là 2.8 tỷ, có bớt lộc một xíu nha quý cô chú anh chị nha. Có bớt lộc. Thì mọi người mà xem được cái video này của em An, cảm thấy yêu thích cái lô đất này, thích cái mảnh đất này thì có thể liên hệ trực tiếp với em An qua số điện thoại em An để dưới phần mô tả nha quý cô chú anh chị nha. Và theo hướng của em An thì cái lô đất này nếu mà anh chị nào mà cảm thấy nó quá nhiều á thì có thể mà góp vốn mua chung với anh chị em, hoặc là anh chị em hoặc là người nhà gì đó, chúng ta tách ra làm đôi, một lô 10 m, một lô 11 m, 1.000 m². Thì nó chi phí tách thổ sổ các kiểu này kia thì em nghĩ nó loanh quanh tầm khoảng 50 triệu hai cuốn nha quý cô chú anh chị nha. Tức là chúng ta bỏ ra số tiền tầm khoảng 2.850 tỷ thì chúng ta sẽ có một lô đất 2.500 m², nếu mà tách làm đôi thì mỗi lô nó chỉ rơi vào đâu đó loanh quanh tầm khoảng 1.4 tỷ cho 1.000 m² thôi nha quý cô chú anh chị nha. Đây là một trong những cái sản phẩm em đánh giá giá thành hiện tại nó khá là tốt nha quý cô chú anh chị. Tại vì 500 m² ở Đông Thanh ở khu vực này thì nó đã rơi vào đâu đó tầm khoảng 1.1 tỷ 2 rồi, mà ở đây thì chúng ta có 1.000 m², mặc dù cái chiều sâu của nó thì nó hơi sâu một tí, tầm khoảng 100 m, nó không được đẹp bằng những cái lô 500 m², nhưng mà em cũng đánh giá nó là một trong những cái sản phẩm khá là tốt ở thời điểm hiện tại đó. Nên là quý cô chú anh chị nào mà có xem được cái thông tin, có xem được video của em An, thích mảnh đất này thì liên hệ trực tiếp em An nha. Và mọi người xem được cái video của em An thì rất mong là tất cả mọi người cho em An xin một like và một đăng ký kênh nha mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh để mà theo dõi được những cái thông tin về đất sớm nhất ở cái khu vực Lâm Hà nha mọi người nha. Và bây giờ cái thời lượng video của em An cũng khá là dài rồi, nên chắc em An xin phép kết thúc cái video của mình tại đây. Chúc tất cả mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những cái video lần sau. Em An xin chào ạ.